Mình không ngại vào Sài Gòn, chỉ cần có lý do mà thôi. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Đặng Hiệp Hoa, đến từ Quảng Đông. Mình là hậu cổ động viên của bóng đá Quảng Nam được 7 năm nay rồi. Cũng như những người con của Quảng Nam thì mình là cũng được sinh ra từ của người con của xứ Quảng. Thì mình mang tình yêu quê hương để mình đến sân Thống Nhất này mình tiếp lửa. Mình không ngại khó khăn để mình đến với sân Thống Nhất này. Đây không phải là lần đầu tiên Hiệp Hòa nhận được sự chú ý khi tham gia cổ vũ bóng đá. Trước đó khi nhìn thoáng qua, một số người đã nhầm tưởng anh là huấn luyện viên Park Hang-seo. Đó là lúc Hiệp Hòa cải trang thành vị huấn luyện viên người Hàn Quốc đến cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup. Quảng Nam anh. Quảng Nam. Mình đã đến sân vận động Thống Nhất này đã được 3 hôm nay rồi. Mình di chuyển bằng xe khách thì vượt khoảng hơn 1.000 km, nhưng mà mình cảm thấy không mệt. Mình không ngại vào Sài Gòn, chỉ cần có lý do mà thôi. Đậu từ kiểu tóc Bắc Hàng Xeo qua kiểu tóc của Quảng Nam, thì đối với mình, Quảng Nam là nơi mình sinh ra, thì mình muốn tạo cái phong cách cổ vũ theo của tình yêu quê hương. Còn đội tuyển Việt Nam thì mình mang phong cách cổ vũ của đội tuyển Việt Nam. Thật thú vị, hy vọng rằng trên khán đài tại V-League hay cả các trận đấu của đội tuyển Việt Nam, Hiệp Hòa sẽ vẫn xuất hiện và cổ vũ thật nhiệt tình.